Xin chào tất cả các bạn. Hôm trước mình đã hướng dẫn cách lập và nộp tờ khai lệ phí môn bài cho công ty mẹ chính thức và bổ sung. Khi nào thì nộp tờ khai chính thức, khi nào nộp tờ khai bổ sung? Khi thay đổi vốn đăng ký kinh doanh thì bậc lệ phí môn bài hoặc không thay đổi bậc lệ phí môn bài thì có phải nộp lại tờ khai lệ phí môn bài hay không? Thì mình đã có một cái video hướng dẫn cách lập và nộp tờ khai lệ phí môn bài chính thức và bổ sung của công ty mẹ. Thì các bạn nào chưa xem thì bạn đó xem lại video mình để ở phía dưới ở phần mô tả của video này. Mình cũng đã hướng dẫn các bạn cách lập tờ khai lệ phí môn bài cho chi nhánh, địa điểm kinh doanh cùng tỉnh hoặc khác tỉnh với công ty mẹ thì kê khai lệ phí môn bài như thế nào. Thì bạn nào chưa xem nhớ thì các bạn có thể xem lại video mình để ở phần mô tả của video này nhé, với phần mô tả của video này các bạn xem lại nhé. Còn hôm nay thì mình hướng dẫn các bạn cách nộp tiền lệ phí môn bài cho công ty mẹ, cho chi nhánh cùng tỉnh và cho chi nhánh địa điểm kinh doanh khác tỉnh thì nộp tiền lệ phí môn bài như thế nào. Vậy bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn. Các bạn đăng nhập vào trang thuế điện tử .gdd.gov bằng mã số thuế của công ty mẹ. Các bạn đánh mã số thuế và mật khẩu. Đánh mã xác nhận rồi đăng nhập. Sau khi đăng nhập vào, các bạn vào chọn nộp thuế. Và các bạn ấn vào nộp thuế. Các bạn vào lập giấy nộp tiền. Chọn ngân hàng. Các bạn ấn vào tạm nộp nhé. Các bạn ấn vào tạm nộp. Tạm nộp thì lúc này sẽ hiện ra cái giấy nộp tiền. Các bạn chọn, bắt đầu các bạn điền thông tin này. Các bạn chọn loại tiền, tài khoản, trích tiền thuế. Đồng thời các bạn chọn ngân hàng ủy nhiệm thu. Và phía dưới thì các bạn nhớ là chọn tờ khai. Lúc này các bạn là chọn tờ khai lệ phí môn bài 01 lệ phí môn bài. Các bạn nộp lệ phí môn bài thì các bạn chọn mẫu tờ khai là 01 lệ phí môn bài. Đây các bạn chọn 01 lệ phí môn bài thông tư 80. Phí thuế ngày quyết định, ngày thông báo thì các bạn ấn vào dấu 3 chấm. Sau đó các bạn nộp lệ phí môn bài là các bạn nộp cho năm. Nên các bạn chọn là nộp thuế theo năm và điền năm các bạn nộp thuế. Mình là nộp thuế cho năm 2023 thì mình ấn nộp thuế và ấn tiếp tục. Sau khi ấn tiếp tục thì các bạn điền nội dung các khoản nộp ngân sách nhà nước. Thì lúc này các bạn vào đây để các bạn tra cứu. Các bạn tìm đến là mục 2850. 2850 rồi tra cứu. Các bạn chọn đến 2863, 2862, 2864 là đối với bậc thuế môn bài, bậc lệ phí môn bài liên quan. Đây. Bậc 1 là 2862, bậc 2 là 2863 và bậc 3 là 2864, có nghĩa là dành cho chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh cùng tỉnh hay khác tỉnh. Còn nếu trong trường hợp mà cùng tỉnh hoặc khác tỉnh thành lập vào nửa năm, 6 tháng cuối năm thì sẽ chỉ nộp 500.000, nhưng vẫn đó vẫn là bậc 3 và vẫn chọn mã là 2864 các bạn nhé. Thì ở đây của mình là thuộc vào là 286, của mình thuộc bậc 2. Mình tra cứu và mình chọn 28663. Mình chọn 2863. Ghi chú là nộp lệ phí môn bài năm 2023, số tiền là 2 triệu. Và lúc này mình chỉ là 2863, mình ấn hoàn thành. Sau khi ấn hoàn thành, mình kiểm tra thông tin lại một lần nữa và cuối cùng mình ấn là ký nộp như tất cả các mã số thuế khác. Đây là cách mình nộp lệ phí môn bài cho công ty mẹ. Vậy nộp lệ phí môn bài cho chi nhánh cùng tỉnh thì các bạn làm như làm với công ty mẹ. Đây, các bạn ấn vào lập giấy nộp tiền cho chi nhánh cùng tỉnh nhé. Các bạn cũng chọn lập giấy nộp tiền. Sau đó các bạn chọn ngân hàng và ấn tạm nộp.
Sau khi tạo nộp, các bạn cũng sẽ điền loại tiền là Việt Nam đồng, chọn tài khoản sẽ trích tiền thuế, chọn ngân hàng ủy nhiệm thu. Và lúc này xuống đây các bạn cũng chọn loại tờ khai là tờ khai lệ phí môn bài. Các bạn chọn mẫu 01 lệ phí môn bài. Đây. Và các bạn chọn kỳ cũng là theo năm. Điền 2023 cho chi nhánh cùng tỉnh. Các bạn cũng vào đây để truy vấn, tra cứu. Tiểu mục đó là chọn mục là 2850 phí, lệ phí quản lý nhà nước này, tra cứu này, và chọn mục 2864. 2864 là dành cho chi nhánh và địa điểm kinh doanh cùng tỉnh hay khác tỉnh. Và đây rồi thì quan trọng là cái phần ghi chú, các bạn điền là lệ phí môn bài, nộp lệ phí môn bài, bài chi nhánh 001. Đó. Chi nhánh 001, ví dụ 001 các bạn là cùng tỉnh. Số tiền ở đây là thành lập đầu năm, 6 tháng đầu năm thì là 1 triệu, 6 tháng cuối năm thì sẽ là 500, thì ở đây là 1 triệu thì các bạn ấn vào hoàn thành. Điền xong này là các bạn ấn vào hoàn thành. Giấy nộp tiền cho chi nhánh cùng tỉnh đã hiện ra. Đây, nội dung là nộp lệ phí môn bài chi nhánh cùng tỉnh. Sau đó các bạn ấn ký nộp. Mình sẽ hướng dẫn các bạn tiếp theo đó là lập giấy nộp tiền cho chi nhánh địa điểm kinh doanh khác tỉnh. Để lập giấy nộp tiền cho chi nhánh khác tỉnh thì các bạn cũng đăng nhập vào trang thuế điện tử bằng tài khoản của công ty mẹ. Sau đó các bạn nộp thuế, chọn nộp thuế này, các bạn chọn lập giấy nộp tiền thay. Sau đó các bạn chọn ngân hàng và các bạn ấn tiếp tục. Và đây các bạn cũng sẽ ấn là loại tiền là Việt Nam đồng và lựa chọn tài khoản ngân hàng cần nộp. Và ở đây các bạn điền mã số thuế mà chi nhánh khác tỉnh nhé. Không, các bạn điền mã số thuế của chi nhánh khác tỉnh vào đây. Vào cái phần thông tin người thụ hưởng thì có mã số thuế người thụ hưởng. Các bạn điền mã số thuế người thụ hưởng vào đây là nó sẽ tự động nhảy nhé. Sau khi đấy rồi thì là sau khi các bạn nhảy vào thì là cái phần thông tin cơ quan quản lý thu sẽ tự động nhảy theo cái cơ quan quản lý của chi nhánh đó, cơ quan quản lý của chi nhánh chứ không của công ty mẹ nữa, các bạn hiểu đấy, quan trọng ở chỗ này. Nhưng mà các bạn chỉ cần điền mã số thuế chi nhánh vào đây thì tất cả các cái thông tin như tên người nộp thuế, địa chỉ người nộp thuế, rồi thông tin cơ quan quản lý thu đều tự động nhảy theo cái mã số thuế của chi nhánh của các bạn. Và các bạn chỉ việc là lựa chọn ngân hàng ủy nhiệm thu. Sau đó phần dưới này là các bạn sẽ điền như là các thông tin khác. Thì ở đây các bạn chọn tờ khai lệ phí môn bài nhé. Tờ khai lệ phí môn bài thông tư 80. Chọn mẫu tờ khai là 01 lệ phí môn bài theo thông tư 80. Kỳ thuế các bạn chọn kỳ thuế năm 2023. Ấn tiếp tục. Nội dung các khoản nộp ngân sách nhà nước thì các bạn cũng vào chọn ở mục là 2850 lệ phí quản lý nhà nước. Các bạn truy cứu, sau đó tra cứu rồi các bạn sẽ vào chọn mục là 2864 là nộp cho chi nhánh địa điểm kinh doanh. Và 2864 này thì các bạn ở đây ghi là nộp cho chi nhánh 002 hoặc 003. Đấy là tùy các bạn. Nếu như chi nhánh của các bạn nằm ở khác tỉnh là 002 hoặc 003 thì các bạn có thể ghi, hoặc các bạn ghi là chi nhánh Hà Nội. Đấy, nộp lệ phí môn bài cho chi nhánh Hà Nội.
Các bạn ghi làm sao để nhìn rõ nhất. Ở đây là 1 triệu. Sau đó các bạn sẽ điền là ấn vào nút hoàn thành. Hoàn thành. Bạn kiểm tra lại thông tin một lần nữa. Đó là người nộp thuế sẽ là tên chi nhánh của các bạn. Còn công ty các bạn sẽ là người nộp thay. Đó. Công ty các bạn sẽ nằm ở vị trí là người nộp thay. Và lúc này xong các bạn kiểm tra đầy đủ thông tin thì các bạn ấn vào ký nộp. Các bạn ấn vào ký nộp và các bạn cắm chữ ký số vào. Vậy là nộp xong. Nếu các bạn thấy nội dung video hữu ích, hãy chia sẻ cho nhiều bạn kế toán khác cũng được học. Và đừng quên ấn vào nút like, đăng ký kênh, theo dõi kênh, subscribe kênh để ngay khi Minh Thủy có video tiếp theo, các bạn sẽ không bị bỏ lỡ. Và bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.